sông êm đềm, mắt em thầm trao lấp lánh trời sao. Mênh mang dòng sông tắm mát tâm hồn em, lao sao xuồng ghé sóng vỗ, nhịp tràn con tim anh. Lòng anh khát cháy những nỗi niềm yêu, như sa mạc khao khát, khao khát ngày mưa. Ngờ đâu em đến tươi mát sa mạc yêu. Ôi những con sông dài mềm dáng em, và gió thét gào và nước sông hát vang, khúc hoan ca quay cuồng trong phong ba. Trời làm thêm bao dòng có sóng xô nghiêng tình ta, bên cũ xuồng xưa vắng ai điều hiểu. Và sóng thét gào và bao dòng cuốn trôi những yêu đương hẹn thề hôm nào. Giờ xuồng ghé đứng bơ vơ, có sóng dù mang bao dòng vẫn chưa phù sa ngã thương. Dòng sông hát, dòng sông mơ. Chú Tài, làm ơn tấp qua bên phải dùm qua. Có bón được không mà nặng miết rứa? Nặng chơi. Rồi men không lo, cứ lo chân. Thưa chú mua chi rứa? Qua mua những thứ mà tụi con không có ý định bán. Riêng lọ rứa, không bán rèn mua. Đó là những thứ hàng độc mà người ta không bán vì không thích, hoặc là không có người mua. Để qua coi chú này nặng gì đây. Một thiếu nữ bên dòng suối, một vật thể lạ bay, hay là một con voi? Một con bê thì sao? Không sao cả, khi mình không nhận biết được nó là cái gì. Qua thích những tác phẩm có thể khiến cho đầu óc con người ta động đậy, tan chảy hoặc là nổ tung và nhảy ra khỏi bộ tóc. Ông này ổng tưng tưng anh Quân ơi. Đó là đối với người thường. Ổng có thế giới riêng của ổng. Thế giới chi mà lạ rứa, không khéo anh cũng tưng tưng như ổng. Chú muốn mua không? Chú biết tôi thấy cái gì không? Khi mà chú bắt đầu vẽ thì không có cái gì chi phối được, và không có cái gì kiểm soát được. Còn sau đó? Sau đó đôi bàn tay của chú trở nên ngập ngừng. Qua cũng không biết tại sao. Có lẽ chú đã để cho những cái logic thông thường đó nó chi phối, cho nên hai bàn tay của chú nó bối rối. Đầu óc chú bắt đầu đắn đo, và tác phẩm thay vì nó được bay bổng thì nó lại rơi vào tầm thường. Chú thấy tôi nói có đúng không? Chú có muốn làm quen với bạn của cháu không? Anh bạn kia chứ gì, có lẽ cũng nên liếc qua chút.
qua thấy gì không? Một tương lai khác hẳn cho những bức tranh này. Mình làm quen nhau chứ? Dạ. Qua là Phước, Phước Hình Tờ. Con là Việt, còn đây là Quân. Chưa biết Qua phải không? Ở Sài Gòn dân trong nghề biết rất rõ Qua là ai. Phước Hình Tờ, nhà săn lùng nghệ thuật. Chú Tư, nhậu tới tới đi. Tư Hơn à, nhậu tới tới đi. Dạ. Anh Ba, sao anh vẫn tin tôi? Chú lúc nào cũng là thằng em. Anh tin vào trực giác của mình. Lúc trước tôi đã để mình chìm đắm trong cơn mê muội. Cái ý muốn được làm trùm ghe tàu cứ ám ảnh tôi, kích thích tôi. Hình ảnh của anh cứ lợn giỡn trong những giấc mơ của tôi. Tôi thấy mình ngốn ngấu anh, muốn được như anh. Tôi cũng hoảng sợ anh. Uống đi. Anh không nên uống. Một ly mà, có sao đâu. Riết á, rồi tôi thấy nhân cách chứ không phải tiền bạc hay quyền lực mới khiến cho thiên hạ nể trọng. Bây giờ thoát khỏi u mê, tôi thấy đầu óc nhẹ nhõm, cuộc sống thoáng đạt. Tôi muốn giao bớt cho chú một vài cái ghe. Ghe nào? Ý anh nói số ghe trúng thầu. Đúng. Nếu anh thương tôi và để cho tôi khỏi phải ái nái thêm nữa. Anh chân thành mà. Tôi hiểu. Tôi được kéo trở lại là nhờ sự chân thành và chịu chơi của anh. Nhưng đôi khi trong cuộc sống, người ta không được phép nhận quá nhiều. Anh cho phép tôi từ chối lần này. Thôi được, tôi chịu chú rồi. Tụi cháu sống hơi toàn toàn. Không sao, không sao hết. Cuộc sống dù có ra sao đi nữa, nó cũng vẫn luôn lấp lánh những hạt mầm sáng tạo. Nó lấp lánh ha. Qua đã chọn được 8 bức rồi. Khi nào mà chú Việt đồng ý, Qua sẽ đem về Sài Gòn để giao cho mấy cái gallery. Mời chú uống nước. Sao không thấy chú nhận xét về tranh của thằng Việt? Có một điều lạ lùng là khi cảm nhận được một tác phẩm có giá trị rồi thì đồng thời Qua cũng không còn khả năng để bình phẩm về nó nữa. Chú Việt có bán tranh bao giờ chưa? Có một lần mà không hẳn là bán, bởi người mua là một người quen và tất cả đã đi nhậu bằng số tiền đó. Qua hiểu, Qua hiểu. Đôi khi ta nghĩ tác phẩm của mình là một kho báu của nhân loại, đôi khi lại coi nó như một tờ giấy lộn vứt đi. Cần phải thay đổi, cần phải để cuộc sống đặt tác phẩm vào đúng chỗ của nó ha. Cháu không bán đâu. Nói gì với bạn đi chứ. Cháu chịu. Dạ đúng, cần phải gấp rút vì ngày mai có cuộc họp với Socky rồi. Ngày mốt chứ Quyên. Đúng rồi, tự nhiên lại lộn qua cuộc họp hội đồng quản trị. Dạo này chị Quyên cứ hay bản lãng. Anh báo lại giùm em. Được. Quyên. Quyên, Quyên. Quyên, đừng nỡ đối xử với anh như vậy. Tại sao Quyên chỉ nghe từ một phía? Quá đủ rồi, em không còn gì để nói với anh nữa. Hôm đó Thanh đã nói bằng tất cả nỗi đau và sự chân thành. Anh không chối là anh và Thanh đã từng có quan hệ với nhau. Anh cứ nói rõ là đã từng yêu nhau. Còn gì tệ hơn là cùng lúc lừa dối cả hai cô gái. Anh không lừa dối ai hết. Thanh chính là nỗi đau của anh. Anh không nên nói xấu người yêu cũ. Hoàn toàn không phải. Anh và Thanh không hợp nhau. Cứ gặp nhau là khắc khẩu, là gây sự, là đủ chuyện mệt mỏi chán chường. Anh phải làm gì khi không còn yêu Thanh nữa? Chẳng lẽ cứ phải bám víu để làm khổ nhau? Vậy sao trước đây anh giấu giếm những chuyện đó? Anh không muốn làm em tổn thương. Điều anh sợ nhất là em sẽ không hiểu và không chấp nhận.
anh đến với em hoàn toàn bình thường như một chàng trai đến với một cô gái, chứ không vì ý gì hết. Anh đã khiến em thất vọng và khủng hoảng lòng tin. Nhưng hãy nghĩ đơn giản là anh yêu Quyên, thế thôi. Anh về đi. Quyên, hãy tin anh có thể tiếp tục gặp em. Em không thể nói trước chuyện gì. Ăn đi Việt. Dạ. Tự nhiên nha. Con có thể biết được lý do mà con được mời không ạ? Ở đây cô chẳng có ai để chia sẻ ngoài hai người. Nói chính xác, đây chính là ngày giỗ. Sao bỗng dưng cháu lại buồn vậy? Bởi vì mới trưa nay con vừa làm đám giỗ cho ba con. Hóa ra ba con cũng bất trùng ngày với người thân của cô hả? Có phải người mà cô nói đã mất trên biển cả? Phải. Bởi vì không chịu đựng nổi những áp lực chung quanh mình, cô và ông ấy đã buộc phải rời bỏ tổ quốc. Và con tàu bé nhỏ đó không thể nào chịu đựng nổi những cơn bão lớn. Cô dường như chỉ kịp nhìn thấy cánh tay chơi với. Và rồi sóng dữ đã cướp ông đi vĩnh viễn. Con coi đi. Dạ. Con sao vậy? Cô nói đây là người chồng sao của cô. Đây là người đã mất trong cơn giông bão. Đúng. Sao mà con lại tái đi vậy? À, có lẽ chỉ là do con đột nhiên cảm thấy rúng lạnh. Con quá nhạy cảm. Cô xin lỗi vì đã kể ra chuyện đau buồn này. Khỏe mày. Đấy. Dạo này cứ chú mày xuống nước, đen thui đó nghe. Đen như vậy mới xứng đôi vừa lưới trên trọng chứ. Cứ tưởng linh kiện, ai ngờ sụp bùn cũng ác hen. Nghe nói mày dốt nhỏ tệ lắm hả? Tệ thiệt, tệ tới mức không thèm gặp tao. Tao chẳng biết làm sao. Mày nhiều chiêu lắm mà. Đáng gì, chẳng có chiêu nào tác dụng với cô nàng kiêu kỳ đó cả. Thời gian rồi tưởng út nhỏ thích anh chứ. Anh cũng nghĩ vậy. Hình như nó vẫn còn dương vấn với tay Việt. Còn tay đó thì sao? Nó đang nghỉ làm, nghe nói nó bị bệnh. Nhưng rõ ràng tụi nó đang trục trặc. Gặp nó đi. Chi? Nói chuyện sòng phẳng. Nếu nó và út nhỏ rốt cuộc chẳng đi đến đâu, nó đừng dây dưa làm khổ con nhỏ. Nên không? Nên chứ, như những thằng đàn ông với nhau. Lúc chưa yêu thì tưởng tượng ra bao nhiêu thứ lãng mạn êm ái. Dính vô rồi lại gặp những chuyện chẳng ngờ. Ráng mà làm lành đi, đừng để như mình cứ lủi thủi một mình hoài. Dù gì đi nữa, út nhỏ cũng còn quá kiêu hãnh. Lúc đi học cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Cả út nhỏ và cả anh Việt đều quá kiêu hãnh để có thể xích lại gần nhau. Không đơn giản như vậy đâu. Ảnh lúc nào cũng lạnh lùng. Ăn kem nữa ha. Sao vậy? Kem này mắc, mình tiếc. Nhỏ này thiệt. Chị ơi, cho em 2 ly kem nữa nha. Dạ.
Bao nhiêu một bức tranh đó anh Quân? Khoảng mấy trăm hoặc mấy triệu. Chu, bằng mấy tấn lúa lần hả? Ừ. Anh Ba, đem tranh bán đợi cho công Tưng Tưng nó đi. Biết tao mới phát hiện ra điều gì không? Điều gì? Ngày trước ba tao và má Út nhỏ đã từng yêu nhau. Hả? Thiệt hả? Anh Ba, thiệt hay giỡn đó? Chuyện đó mà giỡn được sao? Như vậy có nghĩa là má Út nhỏ đã vì ba mày mà bỏ ba rằng ra đi. Đúng vậy. Anh Ba đã báo cho Út nhỏ biết chưa? Vẫn còn căng hả? Chẳng lẽ hai đứa bay cứ vậy hoài? Vấn đề tao lo nhất là không biết ba rằng sẽ phản ứng ra sao khi biết được tin này. Dạ, con 5 đô nè bác. Con có một tin rất quan trọng, muốn bác cho bác biết. Gì vậy con? Con có gì mà khó nói vậy? Con sợ tin này khiến cho bác đau. Con sợ bác không chịu đựng nổi. Con cứ nói đừng để bác sốt ruột. Nhưng bác phải bình tĩnh nha bác. Ừ, con nói đi. Thưa bác, bà Dân, má của Út nhỏ, tức là vợ cũ của bác, Đã trở về. Rồi sao? Thưa bác, người đã khiến bà từ bỏ bác chính là ba của thằng Việt. Cái gì? Ba của thằng Việt à? Dạ. Đúng vậy đó bác. Alo. Alo. Bác, bác có sao không bác? Dạ, dạ, rất chính xác. Bác ơi, con xin bác một điều. Điều gì? Bác, đừng cho nhỏ biết là con nói chuyện với bác, chuyện vừa rồi nha bác. Ừ, bác cảm ơn con. Dạ, con cảm ơn bác. Yeah. Hồn, sao giờ này tía chưa ngủ nữa? Con đưa tía vô trong ngủ nghe. Có chuyện gì vậy tía? Quỳ xuống. Tại sao con giấu tía? Thưa tía, con không hiểu. Con không hiểu à? Má con, cái người đàn bà chẳng ra gì đó đã trở về, và người đã khiến bà từ bỏ gia đình này chính là ba của thằng Việt. Tía nói sao? Không thể, không thể có chuyện đó được. Đó là sự thật. Con biết tía đã từng sống trong đau đớn như thế nào, và bây giờ khi biết tin này, lòng tía quặn thắt. Thật sự là con không hề biết chuyện đó. Nhưng thưa tía, làm sao tía biết chắc như vậy? Tía biết chắc, chắc chắn tía cấm con không được quan hệ với thằng Việt nữa. Kìa tía, ba của thằng Việt đã lấy mất của gia đình này một người phụ nữ, vậy thì tía sẽ không sống nổi nếu tía để mất cô vào tay nó. Tía ơi, con xin tía. Không xin xỏ gì hết. Tía cấm, rõ chưa? Nhỏ.
chị và anh Việt cứ vậy sao? Em không có ý tò mò, nhưng em cứ tự hỏi chị có cảm tình với Nam Đô từ khi nào vậy? Mà anh Việt đã làm gì để chị nọ đối xử như vậy? Đừng hỏi chị những chuyện đó nữa, đầu óc chị đang muốn nổ tung lên anh à. Đi đâu vậy Việt? Tao tính qua nhà Út Nhỏ. Chi vậy? Có phải mày tính nói cho Út Nhỏ biết chuyện đó? Ừ. Có nên không Quân? Tao không biết. Đây là việc quá nhạy cảm, mày nên thận trọng. Mày nghĩ Út Nhỏ sẽ đón nhận tin này ra sao? Tao không biết. Có lẽ sẽ rất sốc. Trước sau gì Út Nhỏ cũng phải biết. Vậy nên tao sẽ nói sớm, chứ nếu không thì tao bất rất không chịu nổi. Tùy mày tính. Anh Việt, anh đừng có tới đây. Anh có chuyện muốn nói rất quan trọng. Ở đây tôi thấy không tiện, mình đi chỗ khác đi. Tất cả những gì anh vừa nói em đã biết. Sao? Sao anh không nói sớm cho em hay? Anh kỳ quặc và khó hiểu hơn em tưởng. Nhưng từ đâu mà ông Nhỏ biết? Từ tía em. Làm sao tía em có thể biết? Mà từ bao giờ? Mới đây. Em không hiểu tại sao tía em lại biết. Lạ thiệt á. Thật không thể hiểu nổi. Anh thấy vô lý thiệt. Chuyện đó tính sao? Điều quan trọng là em quá bất ngờ với chuyện này. Anh cũng vậy. Có phải đã biết chuyện má em và ba anh? Biết từ lâu rồi. Sao em nói vậy? Anh chỉ mới biết thôi mà. Anh nghĩ chúng ta không nên tranh cãi về chuyện đó, để tập trung đối đầu với những khó khăn trước mắt. Không được đâu. Em sợ là chúng ta không thể. Tại sao? Anh không hiểu hết tía em đâu. Đây là nỗi đau lớn nhất của cuộc đời tía. Nhưng rồi tí em sẽ hiểu, sẽ bỏ qua. Nói thiệt, em chẳng có chút hy vọng nào. Em chỉ sợ rằng sau tất cả những chuyện này, chúng ta lại càng đau khổ. Phải, phải, đúng vậy. Gia Gia, cái bình đó là thế kỷ thứ 12 đó cha. Thôi, tôi có việc rồi. Ừ. Bữa nay sao thấy mặt cậu không vui? Ưu tư bao giờ cũng là mầm ươm của sáng tạo đó nghe. Chú chưa về Sài Gòn à? Chuẩn bị đây. Đã bao giờ nghe cái tên Phan Hoài chưa? Hình như cháu đã đọc thấy trên tạp chí mỹ thuật. Chính xác, cách đây 2 năm chưa có ai biết tên cậu ta. Cho tới khi tôi thấy cậu ta ngồi ăn ổ bánh mì có 1.500 đồng. Còn bây giờ tranh của cậu ta có giá 1.500 USD. USD là cái chi rứa? Là đô la Mỹ, chừng 20 mấy triệu tiền mình. Wow. Bây giờ em còn nói ổng Tưng nữa không? Không, người Tưng là anh ba của em kìa. Chú Việt sẽ dục sáng, sẽ chói lòa. Nhưng mà nhiều khi con không lấp ló gì hết. Nhưng mà không sao, hãy bán được tranh á là tôi có tiền. Không bán được tranh là tôi trả tranh. Tôi chỉ hưởng phần trăm thôi. Sao chú Việt nghĩ sao? Anh Mo. Chú lấy đi. Quá tuyệt, quá tuyệt. Qua tin chắc là chú sẽ không bao giờ quên được giây phút này. Một quyết định lớn.
cho một bước ngoặt lớn. Biết phải làm sao giờ? Những đường cỏ y hệt như một chuyên gia đang trượt băng trong trạng thái say xỉn. Dạ, dạ, quá tuyệt, quá tuyệt. Chú có muốn lấy thêm bước này không? Một tác phẩm riêng tư, hết sức riêng tư. Dạ, nhưng mà qua không tin là chú Diệp muốn bán nó. Chừng nào chắc qua mới lấy à? Dạ chắc, chắc không muốn giữ nó nữa. Tốt, tốt. Chú cầm đi. Gọi đi chú. Chú Diệp. Anh Bo. Chú, để con cầm giùm cho. Cầm đi làm tin. Dạ. Cầm cho anh con ha. Dạ. Dạ cảm ơn chú. Chú đi mình giỏi nghe. Cảm ơn các bạn trẻ sẽ có tin vui. Rồi tiến thẳng về Sài Gòn luôn chú em. Dạ. Nhiều đây là khỏe rồi. Dạ dạ. Em cắt giùm anh Bo nghe. Ừ. Đào lỗ thiệt sâu mà chú. Anh Quân chọc em. Chọc gì đâu. Con Ánh khoái ăn đồ biển lắm phải không? Dạ. Từ lúc tới đây chưa rạn cho đã phải không? Dạ chưa. Vậy thì chuẩn bị đang đồ biển. Cái gì? Hết chừng đây luôn hả? Cho em ăn một bữa chết luôn. Chị đem vô những thứ em thích. Nếu muốn thêm gì thì em cứ nói. Chị rất mừng là em đã bỏ được heroin. Ý của chị là nếu có ý chí thì cái gì cũng vượt qua được. Chị lầm rồi. Ở đây kiếm đâu ra thường xuyên thứ đó mà không bỏ. Chị chẳng hiểu gì vì cái văn hóa tù tội. Vậy nên tốt nhất chị đừng nói gì nữa. Nghĩa vẫn còn giận chị, khinh miệt chị. Chị đã làm gì để em phải đối xử như vậy? Bây giờ chỉ còn có hai chị em, mình phải yêu thương nhau chứ. Bao giờ chị và anh bạn đó lấy nhau? Ai? Chị có nhiều bạn trai lắm à? Chị chưa tính tới chuyện đó. Ngày chẳng tự tin chút nào. Lấy đi. Lấy đi, anh ta làm chủ cái gia sản đó. Sao em nói vậy? Chỉ có chị là quá tinh khôi để có thể hiểu được tâm can của người đời. Nếu chị là một giáo viên nghèo, anh ta sẽ chẳng bao giờ để mắt tới chị. Bà đã lầm chị. Bằng việc chị lấy anh ta, chị sẽ làm tiêu tan cái gia sản đó còn nhanh hơn cả em nữa. Nghĩa, em biết gì về anh Hoàng mà chị có nói là lấy anh ta đâu. Em có biết chị rất mệt mỏi với chuyện tiền bạc gia sản. Chị mệt mỏi ngay cả trên cái ghế chủ tịch đô tết. Hết giờ thăm nuôi, chị về đi. Khoan đã. Chị muốn nói gì? Thôi em vô đi. Nghĩa sao rồi em? Giận vậy. Nó giận coi em như một thứ kẻ cướp. Quyên đừng bận tâm. Uống đi chứ để đá tan hết. Quyên vẫn chưa tha thứ cho anh. Anh phải làm sao để Quyên tin cậy. Anh rất vui khi được ngồi bên Quyên. Và anh cũng rất buồn vì gần nhau mà vẫn cách xa vời vợi. Anh ước gì Quyên vẫn là một cô giáo như ngày trước. Một cô giáo chỉ biết ngày hai buổi đến trường, không cần phải lo lắng, suy nghĩ như bây giờ. Alo. Tôi hiểu, tôi hiểu. Được, được. Em phải về công ty đã. Tình hình đối tác đang ngày càng tồi tệ. Trên số cổ phiếu trừ ra, tỷ lệ 73 là hợp lý trong đại. Các ông hoàn toàn xứng đáng. Ông phó chủ tịch tập đoàn đối tác, thời cũng đã tới. Đó là nhờ sự giúp đỡ của các ông. Nếu còn ông Đỗ Phúc, chúng tôi không dám mạo hiểm như vậy. Các ông yên tâm, con Quyên cũng như con chim non mới ra ràng. Chúc ông thành công. Cảm ơn. Cần phải làm rõ tại sao giá trị cổ phiếu của Đô Tết liên tục sụt giảm. Cơn lốc tài chính đang âm ỉ và có dấu hiệu bùng phát mạnh mẽ. Thứ hai, đang có tin đồn EU sẽ hạn chế quota từ Việt Nam. Không đúng, không có khủng hoảng tài chính. Chỉ có những dao động nhất thời trước đồng USD yếu dần đi. Còn nếu tin đồn hạn chế quota trở thành hiện thực thì cũng ít ảnh hưởng tới chúng ta. Bởi EU không phải là thị trường sống còn của Dotec. Tất cả các biện pháp đã được thực hiện mà vẫn không cứu vãn được. Dường như các cổ đông chỉ nghĩ đến chuyện bán ra cổ phiếu.
Từ những biến động nhỏ, người ta đã lợi dụng thổi phồng thành nghiêm trọng. Một số cổ đông lo sợ nên bán tháo cổ phiếu. Phải có ai đó đứng sau những chuyện này chứ. Tôi đã tìm hiểu nên biết chắc đó là ông Đại. Không lẽ nào ông Đại là phó chủ tịch Lô Tết? Ông ta không thể tự hại mình. Ngược lại, ông Đại đang ngấm ngầm làm một cuộc lật đổ cô. Ông ta đang liên kết với một nhà tài phiệt đầy thế lực. Hiện ông Đại đã bán ra khoảng 20% cổ phần của mình, gây ra một cuộc khủng hoảng dây chuyền. Thực chất số cổ phiếu đó rơi vào tay nhà tài phiệt kia. Chỉ trong vòng 5 ngày, giá cổ phiếu đã thuộc mất 26.000. Tới lúc thích hợp, họ sẽ cho tiến hành thu gom. Liệu tôi có nên bán bớt cổ phần không? Tôi cũng đã nghĩ đến biện pháp đó. Nếu bán ra 1 triệu cổ phiếu, giá sẽ chao đảo mạnh và họ sẽ bị bất ngờ. Tôi chỉ e rằng chúng sẽ rơi vào tay họ. Tôi có quan hệ tốt với một số nhà đầu tư chứng khoán. Họ đã khao khát cổ phiếu của Đô Tết. Như vậy, chúng ta có dịp ra tay trước ông Đại vào lúc mà ông ta cứ đinh ninh rằng cổ phiếu sẽ còn tiếp tục giảm giá. Tới lúc đó lấy gì để bảo đảm những nhà đầu tư kia sẽ bán lại cho chúng ta? Tới lúc đó họ sẽ không còn chịu nổi được nữa và buộc phải dội ra vì lỗ quá đậm. Tôi rành họ mà. Tôi vẫn hơi băn khoăn, sợ rằng sẽ không kiểm soát nổi tình hình. Phải mạo hiểm một chút, chỉ có cách đó thì mới chống chọi được với ông Đại. Tôi đã quyết tâm chơi thằng đó, nhưng rốt cuộc lại bỏ chạy. Nè, có phải mình tôi sợ nó đâu. Thằng đó dữ dằn lắm, nó có biệt danh là bò mộng mà. Vậy mà cũng đòi yêu. Không ngờ anh Thành cũng có mộng người hùng. Khi còn học cấp 3, đứa con trai nào cũng muốn trở thành người hùng trong mắt các cô gái. Nếu lần đó tôi lì đòn chơi tới thì có lẽ cô ta đã yêu tôi rồi. Tiếc lắm hả? Ừ. Vậy sao còn đòi yêu tôi? Tiếc cô ta là một chuyện, còn yêu hạnh là chuyện khác. Tiến sĩ Fisher thường nói cần phải biết tiếc nuối để cuộc sống trở nên thi vị hơn. Vậy thì anh sẽ còn phải tiếc nuối dài dài, bởi anh không hợp gu của tôi. Những anh bồ cũ của tôi đều rất hoang dã, bản lĩnh và lịch lãm, không giống anh chút nào. Không sao. Không sao là sao? Qua khảo sát của nhóm chúng tôi, 72% cho rằng những người yêu của họ về cơ bản là không giống nhau. Hay quá. Có nghĩa nhỏ Hạnh sẽ thay đổi khẩu vị, sẽ yêu một người nhanh. Đúng vậy, có thể lắm chứ. Như tôi, trước đây tôi không bao giờ nghĩ sẽ yêu một người như Hạnh. Cái gì? Tôi làm sao? Cô khác hoàn toàn so với mối tình đầu của tôi. Cô nữ sinh mà tôi đã kể đó, rất hiền dịu và mong manh. Vậy với tôi thì sao? Bộ giống bà Trần Lỗ lắm hả? Tôi không có ý đó. Cứ hở ra là nhắc tới con nhỏ nữ sinh trung học đó. Mà đàn ông các người á thì ai cũng như ai, toàn là đi tôn thờ, nào là tóc dài dịu hiền, e ấp mong manh, rồi thì là mắt mơ huyền, nghe mà phát bệnh. Nè Hạnh, khoan đã. Tôi đã làm gì sai à? Anh nên tế nhị hơn. Tôi chân thành mà. Không ngờ buổi chia tay để tôi lên Sài Gòn lại ảm đạm như vậy. Giờ đây em mới hiểu thêm rằng trong cái vẻ bình lặng của cuộc sống luôn chứa chất những hạt mầm giông bão. Và kỳ lạ ở chỗ, em lại là người sau cùng nhận ra khi cơn bão đã đổ ập xuống đầu. Làm sao anh biết tía em nổi giận? Anh nghe nói anh luôn quan tâm tới những gì liên quan đến em. Tía hầu như chỉ quanh quẩn trong nhà, phải có ai đó nói thì tía mới biết chứ. Anh có nghĩ vậy không? Có lẽ những điều đó không quan trọng, bởi vì trước sau gì tía em cũng biết mà. Nín đi, em khóc là anh nao cả lòng. Bao nhiêu năm qua em đã sống mà không có má. Bà đã bỏ đi từ khi em còn nhỏ xíu. Và bây giờ bà trở về và khiến mọi thứ rối tung lên. Từ đấy lòng anh muốn nói rằng em và Diệp không bao giờ tiến xa hơn được. Tí em không đồng ý, và chắc chắn cũng không bao giờ thay đổi. Còn rượu ông Năm đâu? Nè, ông nhỏ đừng uống, hết rồi. Đưa em.
Út nhỏ. Út nhỏ, đừng tự hành hạ mình nữa. Mọi đau khổ rồi sẽ qua đi. Tại sao bên cạnh em không phải là anh, người có thể đem đến cho em nhiều thật nhiều niềm vui? Em xin anh đừng nói gì trong lúc này. Sự im lặng của anh sẽ khiến em cảm thấy được chia sẻ nhiều hơn. Út nhỏ, đưa chai cho anh. Có lẽ anh phải đi kiếm bác Bảy. Gì đó anh Ba? Anh cần gặp bác Bảy để biết rõ thật hư. Nhưng anh em mình đã đi kiếm mấy lần rồi mà không được. Có ai biết bác Bảy ở mô mà kiếm? Kệ, cứ làm một lần thử coi sao. Lại là cậu à? Muốn hỏi gì về ông Bảy hay là chuyện gì khác? Thú thiệt là tôi không biết kiếm ông ở đâu. Tôi nói rồi, từ khi xưởng đóng ghe tàu của ông Bảy cháy ngay tại đây, ông bán mảnh đất này lại cho tôi, gom gia đình đi biệt tích. Nghe đâu đi xa lắm á. Liệu tôi có thể hỏi ai để biết? Chịu, chịu chết. Nè cậu, cậu là gì của bác Bảy? Dạ cháu ruột. Muốn kiếm bác Bảy á, hỏi thằng Tám, mai ra nó biết. Trước đây nó là thợ của bác Bảy. Bây giờ anh Tám anh đang ở đâu? Cậu qua sớm đóng xuồng bên ấp Tây Hạ, nghe đâu đang làm ở bển á. Cảm ơn anh, tôi đi nha. Ừ. Bác Bảy giết hả? Dạ. Chào bác Bảy. Dạ. Sao kiếm được bác hay vậy? Từ lúc tới vùng này con đã mấy lần đi tìm hai bác, lần này mới được đó chứ. Ừ. Bác gái mày kìa. Bà ơi bà, giết nè. Trời đất ơi, cứng cáp quá chừng à. Giống y như cha mày vậy. Con ở đâu tới đây? Dạ thị xã Phú Mỹ. Trời đất ơi, đây đó mà không biết. Cái gì mà trầm ngâm vậy Việt? Con muốn hỏi chuyện của ba con và bà Dân, vợ cũ của ba rằng. Ba con đã từng làm trong xưởng của bác, vậy nên chắc bác biết chắc thật hư. Cái gì? Anh nhắc lại tôi nghe bao nhiêu? 200 ngàn. Và cùng lắm chỉ có thể vét thêm vài chục ngàn nữa. Chỉ gom được chừng đó trong số hàng triệu cổ phiếu. Còn các nhà đầu tư kia thì sao? Không rõ bán cho ai, nhưng chúng ta đã chậm chân hơn so với ông Đại và nhà tài phiệt kia. Tôi không hiểu, thực sự tôi không hiểu chuyện quái gì đã xảy ra nữa. Tình hình nghiêm trọng hả chị? Thưa,
thua trắng rồi. Rồi bây giờ chị tính sao? Coi đi. Ông Đại, chúng ta đã thỏa thuận 10.000 cổ phiếu chứ không phải tờ ngân phiếu này. Hoàn toàn tương đương. Tôi không nghĩ vậy. Anh nghĩ chúng tôi sẽ trao cổ phiếu và giữ anh lại ở vị trí trợ lý chủ tịch à? Các ông không thể đối xử với tôi như vậy. Cầm ngân phiếu và ra khỏi đô tách. Thưa quý vị, cô Đỗ Kim Quyên hiện chỉ còn nắm giữ 34% cổ phần. Và như vậy, ông Quách Đình Đại với 42% cổ phần hiện có sẽ trở thành tân chủ tịch hội đồng quản trị. Xin cảm ơn sự tín nhiệm của quý vị. Xin hứa với quý vị, kể từ hôm nay, tôi sẽ cố gắng đưa Dotex trở lại con đường phát triển. Tại sao bao nhiêu năm qua gia đình bác gần như biệt tâm biệt tích? Từ lúc xưởng cháy trắng tay, gia đình bác dạt về đây chẳng muốn gặp ai nữa. Tại sao xưởng lại cháy? Thì do ba Răng đốt. Làm gì có chuyện đó? Có, bác mới nói chứ. Thôi bà, vô hút cháo ra đây. Đi đi. Vô con. Dạ. Kể cho con nghe, chuyện gì để xảy ra? Bác đừng giấu con. Bác Bảy, như con biết đó, cũng vì ba con lấy mất bà Dân cho nên ba Rằng đâm ra thâm thù cái xưởng của bác. Hồi đó xưởng bác rất thịnh, chỉ sau xưởng ba Rằng, ông cho người về pha và giật khách ngay trước mặt bác. Kỳ vậy. Thấy chẳng làm gì được bác, ba Rằng bèn cho người đốt xưởng. Nửa đêm cả gia đình bác thức giấc bàng hoàng nhìn ngọn lửa mà tưởng như cơn ác mộng. Ăn cháo đi con. Nè, con coi có cách gì giúp bác lấy lại công bằng. Vậy chứ hồi đó công an không có điều tra gì à? Cũng có, nhưng họ kết luận không đủ bằng chứng buộc tội. Ba Rằng nó có quy lắm, tới nỗi vùng đó người ta coi ổng như một biểu tượng của miền Tây vậy. Ông lại chơi thân với chính quyền, mình sức đâu mà thắng. Ngặt nổi mấy đứa con của bác chỉ là thầy thợ mần ruộng, có biết gì tới luật pháp đâu. Thôi bà ơi, chuyện cũ bỏ qua, phiền tới việc làm gì. Ông thì lúc nào cũng như cục đất á, có đầu óc tính toán cũng như không à. Từ lúc cháy xưởng ổng lúc nào cũng chìm trong hũ rượu. Xong có khúc ngựa lúc uống con. Nghe Việt, con chữ nghĩa nhiều, giúp bác kiện ba Rằng đi con nha. Hay là con không tin hai bác? Con tin hai bác, nhưng con không tin ba Rằng lại làm chuyện đó. Thì bao nhiêu nhân chứng còn sờ sờ ra đó, nếu cần bác dắt đi gặp. Thôi dẹp chuyện đó đi, tiếc chi mà. Sao không tiếc? Ông cứ để tôi. Mỗi lần nhớ tới xưởng cháy là ruột gan bắt lại sôi lên sùng sục. Đang khi không lại trở nên khánh kiệt, mà có phải lỗi của mình đâu. Trong coi tình riêng chúng ta, trời xanh mây trắng và lá hoa, bao nhánh sông dài, giấc mơ buồn xót xa. Tình thôi đã đánh rơi bên dòng sông xưa, ngày tóc xanh mây bay ngang đầu, ngày mắt chưa quen heo sầu, ngày ta yêu nhau một ngày chia xa mãi. Sóng sóng cuốn trôi cành hoa xinh đẹp người, bao tố phong ba tìm ngày sau đắng cay, vẫn mơ đến anh còn thuyền cũ quay về bên băng, nước sông sẽ mang ngàn nỗi buồn trôi qua năm tháng. Dẫu cho sóng sông trào dâng bao điều tàn, dẫu có phong ba cuồng phong nát tan, hỡi anh hãy mơ con thuyền cũ quay về đêm nay, bước trong cõi dương.
riêng mừng xuân đời. Dòng sông hát, dòng sông mãi trôi, dòng sông vẫn hát phù sa ngát.